moral story tức là tóm lại là nếu mà ít vốn thì nên đi vùng xa là đúng rồi. Họ có một chiêu này nè, nếu em không có vốn nhiều, em làm một cái điểm lớn, em tranh thủ thêm lớn thời gian, em có lượng khách riêng, nguồn thu nhập ổn định, thì mình ra mở một cái studio, tức là nó có một cái hệ thống giống như một cái người Mỹ build một cái chip, riêng cái building, nó cái building đúng hơn. Trong cái building đó giống như căn nhà thì nó ngăn mỗi phòng một bao nhiêu square feet nhỏ nhỏ vậy đó, thì trong đó là họ sẽ làm những cái tiệm tóc nhỏ nhỏ của một người thợ, mở tiệm tóc nhờ nail thì nó cho là nail tóc vô một cái khu đó, mình mở riêng một studio của mình, một bằng nail, một ghế spa, mình làm chủ riêng của mình luôn, mình thợ luôn, đúng rồi, mình tự mình book khách, mình tự mình làm mình này nọ hết chưa. Nhưng mà nếu mà làm với điều kiện em phải có khách sẵn, em không có khách sẵn thì em làm thì người ta không biết em. Giống như là mình đem về nhà mình làm vậy. Đúng là vậy. Tiền rent cũng rẻ. Ví dụ như tiệm lớn 3-4 ngàn, 5 ngàn thì đó trong khoảng 1 ngàn. Nhưng mà cái đó là nó phụ thuộc hoàn toàn vô anh. Ví dụ bữa nay anh bệnh là anh không có tiền. Đúng. Nhưng mà nếu mà anh làm chủ tiệm nail thì dù anh bệnh, thôi đó anh nghỉ vẫn có thợ nó làm, vẫn có tiền. Đúng rồi. Thì nói chung thì thuyền to gió lớn. Em thợ nó làm xong rồi em cũng trả là tiền rent, supply, tiền này nó hết trơn. Thì cái tiện này bây giờ em nghĩ đi, ví dụ như một ngày đó em lấy được 4 con khách hàng thôi, trung bình thì một cái con khách bây giờ là từ 30 đồng cho đến 50 đồng trong một cái service của nó, thì 5 con là bao nhiêu? 200 tiền chấm lai nó nhiêu tiền so với cái giá mà nói tiếng mắt là tại vì bây giờ nó lên giá quá mình đánh mắt cái thực sự một bộ bộ này anh xài biết bao nhiêu lâu mới hết lời có lý, làm cái kêu ngon mà cái đường mà làm chuyện đó đó ít ai biết. Thì đó cho anh định làm để anh thấy mệt, đánh nghỉ luôn. Có cái tiền lớn rồi đang làm chủ thì đi làm mình chứ. Bởi vậy có lý. Đúng vậy, khi mình bán cái tiệm thì người ta không phải bán cái tiệm mà bán cái khách. Mình bán người ta đã rồi, bây giờ đi mình mở một cái khách đi theo mình vậy. Dạ. Không có đạo đức. Vậy là anh làm từ năm 94 tới nay là 25 năm. À 26 năm. 28 năm. 26 năm. Là mới bán tiệm năm ngoái thôi. À 2 năm rồi. Còn 2 năm rồi. Cũng may bán trước COVID. COVID cũng lao đảo. Đúng rồi. Ủa tính gì? Dạ thôi, có thời có số nữa. Anh bán xong giờ cái người mà mua của anh nó giờ đâu mà anh. Nhờ họ 2 năm họ cũng lấy vốn trong xuôi hết rồi. 2 năm lấy vốn rồi. Wow. Đó họ build lên thêm được. Cái cũng giỏi. Rồi đó rồi. Không, ví dụ em bỏ làm số vốn đầu tiên là 500.000 đô để em làm cái tiệm. Thì bao lâu thì anh sẽ không thể lấy được vốn. Thứ như là khách bình thường không đông quá cũng không ít quá bình thường. Dạ. Khó nói được lắm là tại vì theo dùng theo này theo nọ theo kia theo thời nữa. Trước COVID thì cái kiểu cái business nó khác. Em nói là do nó trung bình chưa có COVID gì hết trung bình thôi. Thu nhập mỗi tiền mỗi tháng một năm là bao nhiêu? Thật sự mình không tính được. Mình phải nói thì phải có sắp có chứng nào vào chứ mình không có. Ví dụ mình phải mở cái tiệm nếu mà ngay cái khu mà đông dân cư ồn mà nó bị giá cao này thì rất là dễ. Lấy vốn trong kỳ sớm chiều rất là dễ. Từ một năm là lấy vốn dùng mà nó còn thưa thớt quá, khách không đủ này để thứ kia thì cũng không phải dễ. Mà đại khái là chứ như anh nói vậy đó, mở lớn mà hồi lúc anh có thời thì ok. Anh có người bạn cũng vậy, họ không mở mà mua, họ cũng nghĩ là họ giỏi. Tại hai vợ chồng rất là giỏi. Hai chồng cũng làm nail làm nail hết, tay nghề giỏi, tiếng Anh giỏi, đã từng làm chủ những tiệm nail khác ở những bang khác. Họ đi về Texas, họ mở
cái tiệm đó, cái tiệm rất là lớn nhưng mà cái gì không, nó nằm trong cái ngõ hẹp nên là ngoài không biết có cái tiệm này. Em phải vô trong cái khu đó rồi vô cái hình chữ L cạnh dưới em mới thấy được cái tiệm đó. Và họ nghĩ là với tay nghề của họ giỏi, họ có thể làm là rồi tiêu hết, tại vì người ta bán là cái tiệm đã chết, họ mua cái giá tiệm chết, nhưng mà có đưa lên làm không nổi, bay luôn bỏ tiệm chạy. Giờ họ là North Carolina. Gia đình mình sống ở phố thị lớn, làm tiệm
lớn, hai là ngồi tại những cái tiệm lớn để làm học hỏi kinh nghiệm từ kêu khách kêu thợ cho tới supply thế này thế kia và đủ vốn rồi mới lại nhảy ra một tiệm. Mà nếu là cho anh chọn lựa lại, anh vẫn thích đi làm thợ. Thợ là nhức đầu, không có nhức đầu. Mình có thể bữa nào mệt mình xin nghỉ hay mình thế này nó cũng đã được. Phòng làm chủ là phải 7 ngày tiền. Cái tật của anh phải bỏ tiền cho thằng lên nó nên nó là có chuyện này chuyện nọ nó không bằng mình mà làm từ sáng tiệm mới mở cửa 9:30 là 9 giờ phải có mặt rồi em phải set up này nó đầy đủ phải mở này nọ nóng này nọ thế kia nó có được không ạ? Tức là mình vào đó mình là không bỏ tiền được mặc dù lần làm chủ cho tới tối thợ ta về hết rồi mình phải ngồi đó làm sổ sách đếm tiền này nó clean lắm cực lắm đâu mà đã từng thấy ai làm chủ mà giống như là người ta set up được nhiều có manager quản lý có thấy thì có một ông tàu không nói người tàu không biết làm nữa gì hết nhưng mà ông có cái đầu óc kinh doanh rất là nhiều chuyện nhưng mà ông vô nhiều tiền không thì anh không biết nhưng mà ông nguyên cái dùng bên hoặc sau này nào là ông làm trường ông đi với bạn lên luôn có nào là ông lấy ly hết ông mở ra vậy rồi ông mướn người manager Việt Nam đứng coi tiền rồi ông chỉ quan sát qua hệ thống camera ok rất hay hả rất hay ông hay ông trước khi ông cũng không có phải tài giỏi gì trời ông cho cái tài mà ông đi lần la về tiệm này ông chơi ông học hỏi người ta tiệm nào ông cũng vô ông kết bạn làm quen ông chơi ông này đó rồi ông ăn cắp nghề của người ta mà người ta không có hay đùng một cái ra ông mở một loạt hệ thống tiệm người ta mới té nữa ra wow tạo ông không làm gì hết ông chỉ cần nhìn thôi là ông biết cách làm mà ông vào ông nhìn mọi đó học cái gì giống như em chơi thân em cũng muốn chia sẻ vậy tại em nghĩ anh người tàu đâu biết mẹ gì ngày nay đâu sợ nói quỵt tẹt ra nhưng mà dù anh nói vậy em nghe thôi nhưng mà em nghe em biết thôi chứ mà kêu em ra mở em đâu có đủ khả năng nữa tại vì em không có chủ tâm quyết tâm để mà em mở một nghề nail còn cái ông tàu đó là ông quyết tâm mà ông thấy cái nghề nail này giàu quá dân đi lên xịt chợ nhà ở nhà lớn đều có bóp IV nên là ông quyết tâm là ông biết cái nghề này vậy ông vô học ông học từng ly từng tí học cách kiếm thợ làm sao luôn đăng báo nào thế nào luôn wow. Và supply ở đâu luôn cái này nói chung là từ việc lớn đến việc nhỏ ông học hết khi mà ông đầy đủ một kiến thức mà ông rồi là được đã chuẩn rồi đã đủ rồi mà để ra một ông cái tiệm lớn ông làm ông đúc một cái là không ai cũng té nữa nhưng mà trước khi ông khôn ông mở ông cho cổ phần giống nhau này giờ anh mở cái tiệm nail đó vậy em giờ còn anh cho em cổ phần làm chung anh 51% em 49% anh không ông không cho người ta cái quyền ông vẫn cho người ta để chi em ngồi làm thợ lại cho ông coi tiệm cho ông để ông đi mở tiệm khác trong chừng đây mà có tiệm gì lên không giờ mình vô làm chủ 49% tăng 1% tiệm nào cũng 55% hết khi mà ông thấy cái tiệm nào mà không ngon á bây giờ em cũng thích nói để là cho em đi về chặt ra ta bán cái phần lại bán với cái giá hiện tại em dĩ nhiên là tiệm banana em lên em khách em đã quen 5-7 năm 3 năm bây giờ quen hết rồi thì em đâu có muốn đi tiệm khác em vô lại thì đồ em rồi. Mua lợi em cũng lợi mà anh cũng lợi đúng rồi ông chỉ ngồi không thôi đâu rồi những tiệm nào mà ông ngon á ông biết là chắc chắn em trên cái chắc để ví dụ khi mỗi năm nói chuyện xong em thấy những cái điểm nào mình cần nói đào sâu hơn những điểm nào mình không cần phải nói rồi hai thằng đều có cái chút xíu cái kinh nghiệm cho mình rút ra mình cho nó những câu hỏi mình cần nói nó viết ra đàng hoàng rồi mới làm chứ không sẽ có nhiều phần này là phần một này sau đó phần hai phần hai nó chuyên sâu nữa đúng rồi từ từ mới đầu khê ra chứ mình nói năm nói nhiều chứ là một cái clip không nên làm quá dài là thời gian không có dài được xem đâu mà khi mà người ta không coi hết là mình đâu có được cái view đâu đúng rồi một cái clip anh cái một cái khoảng chừng 10-15 phút không 10 phút là đẹp rồi 15 phút là hơi dài có nhiều người làm cho anh con ồ má ơi 30-40 đi ra ăn giai đoạn rồi cho nên ok
Thôi chắc mình tạm thời kết thúc video này ở đây. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn anh Long này đã dành thời gian đến đây trả lời nhiều câu hỏi hữu ích, chia sẻ kiến thức cho những người nào mà có ý định mở tìm neo trong tương lai. Rồi, cảm ơn các bạn.